Tối 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác được gọi là OPEC cộng đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu thô cao hơn dự kiến trong bối cảnh giá vàng đen tăng và Liên minh châu Âu vừa thông báo lệnh cấm nhập khẩu phần lớn dầu mỏ của Nga. Tuyên bố của OPEC cộng nêu rõ, cuộc họp trực tuyến của tổ chức này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các thị trường cân bằng và ổn định. Do đó, OPEC cộng quyết định sẽ tăng sản lượng lên 648.000 thùng một ngày trong tháng 7 và tháng 8. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng hàng tháng trước đó là 432.000 thùng một ngày. Trước khi kết thúc cuộc họp trên, 23 quốc gia thành viên OPEC Cộng cũng đã lên kế hoạch triệu tập cuộc họp kế tiếp vào ngày 30 tháng 6 tới. Cũng trong ngày 2 tháng 6, Nhà Trắng ra tuyên bố nhấn mạnh Mỹ hoan nghênh quyết định mới nhất của OPEC Cộng về việc tăng sản lượng. Bên cạnh đó, Washington cũng công nhận vai trò quan trọng của Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Iraq trong việc thúc đẩy đạt được sự đồng thuận này.